Xin chào bà con. Hôm nay là chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022. Chạy chùa Quế Hai Ngon. Xin chúc bà con nghỉ cuối tuần được nhiều hạnh phúc. Thì bà con thấy đây cái chiếc xe này tôi đang tập hợp cái phân trùng quế của tất cả bà con nông dân. Những bà con nào mà không bán được cái phân trùng quế thì tôi sẽ bao tiêu lại cái sản phẩm ha, bao tiêu lại cái sản phẩm phân trùng quế để về tôi sử dụng cho miếng vườn của tôi, hoặc giả là tôi sẽ bán ra cho những bà con nông dân nào để chăm sóc cái miếng vườn cây ăn trái của mình, sầu riêng hay là tất cả các loại cây trồng. Thì bà con thấy đây, đây phân trùng quế là tôi tập hợp về như thế này. Thì cái chỗ này là cũng của một đứa em, tôi nhờ tôi gửi cái phân để khi mà tôi vận chuyển đi cho bà con thì cho nó thuận tiện hơn. Thì cái phân trùng quế thì phải vô bao như thế này ha, bà con thấy nè, vô bao rồi phải giảm ẩm, rồi phải để trong mát như thế này nè qua một cái thời gian rồi mới giao cho bà con nông dân để bà con chăm sóc bón vô cái miếng vườn cho nó tốt nhất. Thì tôi cũng cảm ơn tất cả bà con nông dân đã ủng hộ cái những cái sản phẩm sinh khối trùng quế giống và cái phân trùng quế của trại trùng quế Hay Ngon suốt cái thời gian qua từ năm 2016 tới nay. Thì đã qua 6 năm rồi ha, 6 năm. Thì bà con nào á có thấy cái những cái đoạn video của tôi mà thấy hay hay á thì tôi xin bà con một cái like, đăng ký vô cái kênh YouTube trại trùng quế Hay Ngon để những cái đoạn video mà tôi chia sẻ trên cái kênh YouTube đó thì bà con sẽ nhận được liền, hoặc giả là bà con nghe bình luận vô những lời hay ý đẹp, bà con bình luận vô cái kênh YouTube trại trùng quế Hay Ngon Vĩnh Long thì tôi cũng nhận được liền để tôi rút ra một cái kinh nghiệm cho cái bản thân để tôi chăm sóc cái trại trùng quế tôi càng ngày càng tốt hơn. Thì tôi cũng khuyến khích bà con nào có nuôi nuôi bò đó thì nên nuôi trùng quế đi ha. Thì những gì tôi làm thì tôi đều chia sẻ hết. Thì những cái phân trùng quế như thế này nè mà bà con mà không có tìm được cái đầu ra thì bà con cứ điện thoại cho tôi ha. Điện thoại cho tôi qua cái số điện thoại là 0986203159. Tôi sẽ bao tiêu cho tất cả bà con nông dân. Bà con nào có cái sản phẩm là cái phân trùng quế ha, thì bà con thấy đây, thì trên cái tuyến đường này là kêu là cái quốc lộ 54 ha, quốc lộ 54 của huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long. Thì cái hướng này thì cái hướng về xã Tân Lược của huyện Bình Tân Vĩnh Long, rồi cái hướng này thì đi về cái xã Phong Hòa của huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp ha. Thì cái địa điểm tôi tập kết cái phân trùng quế là ở chỗ này đó, sát quốc lộ 54, thì nói chung cũng rất là thuận tiện để cho bà con vận chuyển. Thì bà con nào có nuôi bò đó thì nên nuôi cái con trùng quế đi ha. Thì tại vì cái con trùng quế nó giống như là một cái nhà máy sản xuất cái phân bón hữu cơ. Thì bà con cũng biết là hiện nay cái phân hóa học đó, là kêu là phân vô cơ nó rất là đắt đỏ. Thì bà con nhà vườn mình nên nghiêng về cái hướng hữu cơ đi, để cho cái miếng vườn, cái liếp rau thử ruộng của mình nó được hoàn hảo tốt nhất, để nó ít có bạc màu cái đất của mình ha. Bà con sử dụng cái phân hữu cơ, cái phân trùng quế là cái đất của mình nó ít có bị bạc màu. Thì trước khi kết thúc cái đoạn video, tôi xin kính chúc bà con một ngày nghỉ cuối tuần được vui vẻ và hạnh phúc bên bạn bè và người thân. Và tôi hẹn gặp lại tất cả bà con trong những cái đoạn video tiếp theo. Tôi xin kính chào đồng kết.